tập cô gái tung tin bệnh nhân số 17 là con chủ tịch thép Việt Ý. Từ các thông tin nhặt nhạnh trên mạng Internet, cô gái quê Bắc Giang đã tung tin nữ bệnh nhân thứ 17 là con chủ tịch thép Việt Ý sau khi về Việt Nam đã tung tăng khắp Hà Nội. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa triệu tập chị Hoàng Thị Quy, trú tại Bắc Giang, lên làm việc để làm rõ hành vi đưa tin sai sự thật về trường hợp bệnh nhân thứ 17. Theo cơ quan công an, trước đó, vào lúc 22 giờ 57 ngày 6 tháng 3, Facebook Quỳnh Lyra Quỳnh Thi đăng tải bài viết với nội dung: con mụ Nguyễn HN tạm trú Trúc Bạch dương tính. Hình như là con gái của chủ tịch thép Việt Ý. Chắc tuần sau mã này giảm sàn cả tuần. Dân Việt tẩy chay thép Việt Ý luôn. Con này đi Anh từ 15 tháng 2, sau đó từ Anh qua Ý, qua Milan, rồi qua Pháp về Việt Nam ngày 2 tháng 3. Khai báo không trung thực để trốn cách ly, tung tăng khắp Hà Nội. Bài viết trên đã thu hút nhiều lượt like và bình luận chia sẻ. Nắm bắt thông tin thất thiệt trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin này lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị Quy thừa nhận do chủ quan thiếu hiểu biết nên đã thu nhập các thông tin trên mạng Internet chưa xác thực được nguồn tin nhưng vẫn đăng tải lên Facebook. Theo đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi của Quy có dấu hiệu vi phạm điểm A, khoản 3, điều 64, nghị định 174/2013, NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.